Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng 30 tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế. Những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Bản tin tổng hợp tình hình Biển Đông ngày hôm nay, Trung Quốc hay Ấn Độ, những toan tính mới trên Biển Đông. Thưa quý vị, thứ khiến cộng đồng quốc tế lo ngại là hiện nay Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền biển đảo với nhiều quốc gia, cái mà họ gọi là chủ quyền và lợi ích trên biển khi không thuộc về họ. Ngoài ra, trong khi Nga và Mỹ đang vướng bận với tình hình chiến sự Ukraine, Trung Quốc đã đến 8 đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương, đặt viên gạch đầu tiên cho một căn cứ quân sự ở Solomon hoặc tại Campuchia. Truyền thông phương Tây cho rằng Trung Quốc đang bí mật khởi công xây dựng, mở rộng căn cứ quân sự ở Sihanoukville. Như vậy, bằng một loạt các hoạt động gia tăng quân sự ngoài thực địa, cũng như nỗ lực pháp lý hóa cho các hành động vô pháp của mình, Trung Quốc đang đẩy sức nóng Biển Đông càng tăng nhiệt qua từng ngày, từng giờ, nói thẳng ra sự thay đổi theo hướng cứng rắn như trường hợp luật hải cảnh, chẳng khác nào ép buộc đối phương lao vào xung đột có vũ trang trên biển. Ở chiều ngược lại, làn danh đỏ ngày càng lộ rõ nét trên Biển Đông khi Mỹ và các quốc gia khối tứ giác đồng minh không chỉ dừng ở các cuộc tập trận tăng cường vận chuyển khí tài cho hoạt động huấn luyện chung diễn ra thuận lợi, mà việc chống Trung Quốc đã được các nước đồng minh đi vào chiều sâu hơn khi thực hiện chiến dịch kêu gọi các quốc gia thực hiện các quyền và tự do hàng hải ở Biển Đông phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Đặc biệt, khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở là tầm nhìn được Nhật Bản và Mỹ thúc đẩy mạnh mẽ nhằm cân bằng với sức ảnh hưởng về kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Có thể nói, những bước tiến quân sự vô pháp trên Biển Đông của Trung Quốc đã và đang để lại nhiều lo lắng, quan ngại cho các nước trong vùng ảnh hưởng có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, đồng thời đẩy tình hình Biển Đông không khác gì quả bom nổ chậm. Dẫu vậy, Biển Đông không phải là ao nhà của Trung Quốc, nhất là với vùng tự do hàng hải, càng không thể trở thành tài sản độc tôn mà Trung Quốc muốn chiếm đoạt cho riêng mình. Khi lợi ích tất cả các quốc gia cùng hiện diện trên Biển Đông, tài sản chung đứng trước nguy cơ bị xóa tích, thì điều tất yếu các quốc gia không thể nào ngồi yên, nhất là khi hành vi ngang ngược và dã tâm bành trướng của Trung Quốc ngày càng rộng lớn. Trung Quốc đã thay đổi tư duy về biển, đưa ra chiến lược xây dựng cường quốc biển, coi đây là một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc liên quan đến chủ quyền, lợi ích phát triển và mục tiêu xã hội khá giả toàn diện. Những năm gần đây, Trung Quốc nhìn chung giảm mức độ quyết đoán ở Biển Đông, nhưng tiếp tục củng cố thế đứng chân trên các điểm chiếm đóng. Có thể thấy Trung Quốc ra tuyên bố bác bỏ và bất chấp phán quyết của tòa trọng tài bằng nhiều hoạt động, tiếp tục chiếm đóng bãi Vành Khăn, tiếp tục xây dựng và cho phép máy bay dân sự hạ cánh trên bãi Vành Khăn, ban hành và thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá năm 2016 và 2017. Trung Quốc can thiệp bất hợp pháp vào chủ quyền của Philippines và Việt Nam. Kể từ đầu tháng 7 năm 2019, tàu của Việt Nam và Trung Quốc đã tham gia vào một cuộc đối đầu căng thẳng về tài nguyên dầu khí tự nhiên ở vùng biển ngoài khơi phía Nam Việt Nam. Cuộc đối đầu gần quần đảo Trường Sa chỉ là trong một loạt hành vi ngày càng hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông, trừ phi được xử lý cẩn thận. Vụ việc này có thể trở nên nguy hiểm hơn những gì đã xảy ra trong năm 2014. Trong vụ việc ở Bãi Tư Chính, Trung Quốc đang cố gắng tái khẳng định yêu sách đường chín đoạn, bị tòa trọng tài quốc tế bác bỏ trong một phán quyết năm 2016. Cả hai bên đã rất kiềm chế trong việc xử lý các tranh chấp lãnh thổ. Tuy nhiên, nếu Bắc Kinh tiếp tục thể hiện sự hung hăng, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể xuống dốc. Vụ việc ở Bãi Tư Chính lần này đánh dấu cuộc đối đầu tồi tệ nhất giữa hai quốc gia kể từ tháng 5 năm 2014, khi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan dầu Haiyang Xinyu 981 vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chính vì luôn ngụy biện cho các hành vi hung hăng của mình trên thực địa, nên lời nói và hành động của Trung Quốc luôn luôn không đồng nhất và khó tin tưởng. Ý đồ của Trung Quốc luôn được minh chứng bằng các chương trình đầy tham vọng trên toàn cầu, nhằm mở rộng phạm vi ảnh hưởng từ cái gọi là chuỗi ngọc trai ở Nam Á
nhằm tạo ra các căn cứ quân sự cho đến Djibouti ở châu Phi hoặc thông qua sáng kiến vành đai và con đường. Đó là lý do tại sao Thượng nghị sĩ Mỹ Jane Inhofe, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ nhận định Trung Quốc có thể đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột lớn có thể dẫn đến Thế chiến thứ ba. Ngày 22 tháng 1 năm 2021, Trung Quốc đã thông qua luật hải cảnh cho phép lực lượng này sử dụng mọi phương tiện cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa từ tàu thuyền nước ngoài. Đạo luật còn cho phép hải cảnh Trung Quốc, tức cảnh sát biển, được phá công trình nước khác xây dựng trên các thực thể và kiểm tra các tàu nước ngoài trong vùng biển mà Trung Quốc nêu yêu sách chủ quyền. Hải cảnh Trung Quốc còn được trao quyền thiết lập các vùng cấm di chuyển khi cần để ngăn các tàu thuyền và người đi vào. Luật hải cảnh là đạo luật được xây dựng nhằm uy hiếp răn đe các quốc gia xung quanh Biển Đông và Biển Hoa Đông và cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng hành động cứng rắn. Đó là tín hiệu dằn mặt cảnh báo các bên không thách thức hoạt động của lực lượng hải cảnh Trung Quốc. Tại những khu vực vốn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á, đạo luật cho phép hải cảnh Trung Quốc bắn tàu nước ngoài trong những vùng biển tranh chấp nên rất đáng lo. Động thái này gây bất lợi cho an ninh khu vực, nó vi phạm luật pháp quốc tế, cản trở đàm phán bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC và có thể dẫn tới vòng xoáy căng thẳng và leo thang trên Biển Đông. Luật hải cảnh được thông qua sau khi Trung Quốc hợp nhất một số cơ quan thực thi pháp luật dân sự trên biển để lập Cục Hải cảnh năm 2013. Cục Hải cảnh Trung Quốc chuyển về dưới quyền lực lượng vũ cảnh trực thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc vào tháng 7 năm 2018. Giới chuyên gia cho rằng, ngoài việc tiềm ẩn ngoại giao pháo hạm, đạo luật mới còn cho thấy nguy cơ Trung Quốc lạm dụng lực lượng hải cảnh vốn được quân sự hóa mạnh mẽ với nhiều loại khí tài hạng nặng để phục vụ các yêu sách chủ quyền phi lý trên biển. Sử dụng đại dương một cách hòa bình và không dùng vũ lực là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong UNCLOS năm 1982, cũng như Hiến chương Liên Hợp Quốc và nhiều điều luật quốc tế khác. Các bên tham gia UNCLOS, trong đó có Trung Quốc, cần tôn trọng nguyên tắc này và không sử dụng vũ lực, lực lượng quân sự vượt quá phạm vi được quy định trong luật pháp quốc tế. Việc đạo luật có thể áp dụng trong những vùng biển mà Trung Quốc nêu yêu sách chủ quyền, bao gồm cả đường chín đoạn phi pháp trên Biển Đông, từng bị tòa trọng tài bác bỏ năm 2016. Mọi biện pháp thực thi luật Trung Quốc trong khu vực phi pháp cũng là hành động phi pháp. Hải cảnh lãnh phần lớn trách nhiệm trong hoạt động cưỡng ép tại các vùng biển gần Trung Quốc. Đạo luật này cần được xem xét chặt chẽ theo quan điểm của những quốc gia trong và ngoài khu vực, nhất là một số nước lớn có lợi ích ở Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã điện đàm với người đồng cấp Philippines Tedro Rosin, cam kết hỗ trợ Philippines trong trường hợp xảy ra tấn công vũ trang ở Biển Đông. Blinken cần nhấn mạnh, Mỹ bác bỏ các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông bởi chúng vượt qua các vùng biển mà Trung Quốc được phép tuyên bố chủ quyền theo luật pháp quốc tế như được quy định trong UNCLOS năm 1982, đồng thời cam kết sát cánh cùng với các bên tranh chấp Đông Nam Á trước sức ép từ Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về việc bảo vệ nhóm đảo xem các cụm điếu ngư trên biển Hoa Đông. Ông chủ Nhà Trắng tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ nhóm đảo, vốn là tâm điểm tranh chấp giữa Nhật và Trung Quốc. Nhiều nước sẽ tiếp tục phản đối chính sách bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Những lời đe dọa sử dụng vũ lực đơn phương của Bắc Kinh là điều đáng lo ngại. Chúng có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ va chạm và xung đột trên biển. Trong năm 2022, Trung Quốc tiếp tục gia tăng các hoạt động trên thực địa như tập trận bắn đạn thật, tuần tra, kiểm soát trên Biển Đông, vi phạm chủ quyền, quyền tài phán của một số quốc gia xung quanh Biển Đông. Trên cơ sở quy định của hệ thống luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, quy định của UNCLOS và các thỏa thuận của khu vực, là thành viên thường trực của Liên Hợp Quốc thì Trung Quốc phải tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, không được phép tiến hành các hành động làm gia tăng căng thẳng, làm phức tạp tình hình và ảnh hưởng tới hòa bình ở Biển Đông và khu vực, tuân thủ quy định của các nước trong tiến trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Bản tin của Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!
Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!